đô thị hóa nhanh và việc di dân tự do tại các đô thị trong 10 năm trở lại đây đã khiến các phương tiện cá nhân tăng chóng mặt. Hiếm có nơi nào trên thế giới đường phố nêm cứng xe máy như ở các thành phố lớn của Việt Nam. Mật độ phương tiện cá nhân tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc loại cao nhất thế giới. Tỷ lệ dân cư đi lại bằng phương tiện công cộng chỉ chiếm một tỷ lệ rất thấp đã gây ra nhiều hệ lụy cản trở sự phát triển kinh tế xã hội. Thực tế này đang đặt ra áp lực rất lớn cho các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền các địa phương cần phải hành động để tháo gỡ vấn đề giao thông đô thị trước khi quá muộn. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đối thoại chính sách của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian nghiên cứu và cân nhắc, mới đây Bộ Giao thông Vận tải đã trình Thủ tướng Chính phủ một đề án tổng thể có tên gọi Phát triển hợp lý các phương tiện vận tải tại các thành phố lớn ở Việt Nam. Đề án này đã nhận được ý kiến đóng góp từ 21 bộ ngành và Ủy ban nhân dân các thành phố trực thuộc Trung ương. Có nhiều mục tiêu lớn trong đề án này, nhưng đáng chú ý nhất là việc đưa ra lộ trình hạn chế việc đăng ký mới và sử dụng các phương tiện cá nhân mà ở đây chủ yếu là ô tô và xe máy. Vấn đề đang được dư luận quan tâm là chủ trương hạn chế phương tiện và giảm tỷ lệ sử dụng phương tiện cá nhân sẽ được cụ thể hóa như thế nào? Và các nhà quản lý sẽ giải quyết bài toán về nhu cầu đi lại của người dân ra sao khi mà các phương tiện giao thông công cộng hiện nay còn rất yếu kém cả về hạ tầng và phương tiện. Cùng bàn luận về chủ đề này, tôi xin được giới thiệu các vị khách mời hôm nay. Tiến sĩ Khuất Việt Hùng là Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải. Đây là cơ quan tập hợp ý tưởng và trực tiếp xây dựng đề án phát triển hợp lý các phương tiện vận tải tại các thành phố lớn ở Việt Nam. Và vị khách mời thứ hai là tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, một chuyên gia phản biện các vấn đề xã hội khá quen thuộc trong nhiều chương trình chính luận của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho tiến sĩ Khuất Việt Hùng. Anh có thể cho biết là những cái nội dung cốt lõi của đề án này là gì và đâu là cơ sở thực tiễn để đưa ra những cái đề xuất như vậy? Chúng tôi đưa ra một tập hợp những cái giải pháp nhằm kiểm soát cái sự phát triển, cái phát triển và sử dụng cái phương tiện cơ giới cá nhân trong các đô thị lớn. Ở Việt Nam ở đây có thể nói là đô thị lớn thì bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ. Trọng tâm của cái đề án này là tập trung vào những giải pháp chúng tôi gọi là giải pháp đi bằng hai chân. Một bên là kiểm soát cái sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân và một bên là tăng cường cái sự phát triển vận tải công cộng. Và hầu hết là những cái giải pháp ở trong đề án là những giải pháp chúng tôi gọi là giải pháp mềm, không phải là những giải pháp mà để nhằm cái việc phát triển cái kết cấu hạ tầng. Bởi vì kết cấu hạ tầng chúng ta đã có những cái chiến lược, những cái quy hoạch mà đã được Thủ tướng phê duyệt và đang trong quá trình triển khai thực hiện. Có thể cho biết cụ thể hơn những cái nội dung cơ bản mà cái đề án này đề cập là gì ạ? Trong cái đề án này thì chúng tôi đưa ra một bộ gọi là 4 cái nhóm giải pháp chính. Cái nhóm giải pháp thứ nhất gọi là nhóm giải pháp mà kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân. Ở đây thì có thể nói là trong cái nhóm các giải pháp này là tập trung chủ yếu vào những cái giải pháp nhằm điều tiết cái hành vi sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân của người tham gia giao thông. Ở đây bao gồm những cái giải pháp mà đặc biệt là chúng tôi nhấn mạnh là kiểm soát cái sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân trong giờ cao điểm, trong các khu trung tâm và trên những cái trục giao thông mà bận rộn nhất của các đô thị lớn, giao cho các thành phố triển khai những cái dự án thí điểm, cái việc là thu phí trông giữ phương tiện là thấp dần từ trong ra ngoài, hay nói khác là cao dần từ ngoài vào trong, thu phí dụng đường linh hoạt theo cái cự ly tham gia giao thông và theo cái loại tuyến đường, loại cấp đường và theo cái mật độ tham gia giao thông của cái phương tiện cơ giới mà tham gia giao thông trong các khu vực đô thị. Thì đây là hai cái giải pháp chính mà nằm ở cái nhóm là kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân. Thế còn một cái nhóm thứ hai là nhóm tăng cường cái hiệu quả và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và các phương thức vận tải phi cơ giới, trong đấy tập trung là xe đạp và người đi bộ. Và giải pháp thứ ba là nâng cao năng lực quản lý kiểm soát giao thông đô thị của các cơ quan của nhà nước. Và giải pháp thứ tư mà chúng tôi tập trung đấy là quản lý hữu hiệu và kiểm soát hoạt động vận tải hàng hóa trong đô thị. Vâng, trên báo chí cái thời gian gần đây thì có rất là nhiều ý kiến cho rằng trong cái nội dung của cái đề án này thì đặc biệt là cái nội dung liên quan tới cái chính sách hạn chế phương tiện cá nhân, nó không có nhiều cái điểm mới so với lại cái dự thảo trước đây đã từng đưa ra, và cái dự thảo này thì cũng không nhận được cái sự đồng tình của dư luận. Về cơ bản thì dư luận rất là đồng tình với cái việc là cần thiết phải có một cái chính sách rất là căn cơ và đồng bộ để giải quyết cái vấn đề quá tải trong cái giao thông đi lại ở các cái đô thị lớn. Nhưng mà vấn đề cốt lõi theo cái quan điểm của không ít người là các cơ quan chức năng phải đưa ra được một cái quy hoạch tổng thể và đồng bộ
chứ không nên dùng ngay các biện pháp hành chính và kinh tế để hạn chế phương tiện cá nhân. Dưới góc nhìn của một chuyên gia thì tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng nhìn nhận như thế nào về cái luồng ý kiến này? Tôi nghĩ đây là một ý kiến mà chúng ta cũng nên quan tâm. Bởi vì rằng là người dân người ta từ cái nhu cầu của người ta. Thì bây giờ là nhìn về dài hạn và nhìn về vấn đề chúng ta đang phải đối mặt thì hạn chế phương tiện cá nhân đó là một cái giải pháp lập pháp hay là một giải pháp chính sách mà buộc lòng chúng ta sẽ phải có. Nhưng mà làm sao để hài hòa được giữa cái mong muốn quản lý và những cái quyền của người dân thì cái giải pháp hoặc là cái tranh luận xã hội là rất quan trọng. Ở đây tôi nói cần một chiến lược truyền thông nó rất là mạnh lạc và truyền thông phải đi trước. Và không có truyền thông đấy thì những cái người mà về bản chất người ta ủng hộ, nhưng mà họ không có truyền thông, người ta thấy một khía cạnh của vấn đề thôi, người ta sẽ phản đối. Thì nó đẩy ra cái là người dân trước hết là đụng chạm để lấy người ta phản đối đã. Nhưng mà tôi thấy một vấn đề thứ hai nữa, khi chúng ta ban hành chính sách ấy, thì nên có một cái nghiên cứu đi trước. Thực chất là bao nhiêu người đang sử dụng xe máy làm phương tiện giao thông, nhưng bao nhiêu người đang sử dụng xe máy hay các phương tiện để kiếm sống. Con số kiếm sống đó thì người ta, mình có cái giải pháp thì người ta chuyển đổi không? Bởi vì rằng là có những người mà cả gia đình phụ thuộc vào cái xe ôm của người ta thôi. Mà người như vậy là bao nhiêu người? Và cái đó cái hệ lụy xã hội đi theo là sao? Những người làm xe ôm mà chỉ kiếm sống bằng xe ôm, kiểu gì người ta cũng phản đối cái chính sách này đến cùng. Bởi vì đó không phải là chuyển giao thông không, đó là cái nguồn sống của người ta. Thế thì nên có một cái nghiên cứu để biết là bao nhiêu người phụ thuộc vào các cái phương tiện đó để kiếm sống. Và trả lời cái câu hỏi, cố gắng trả lời câu hỏi một mình Bộ Giao thông chắc là sẽ khó. Là giao cho chính quyền địa phương là rất đúng. Bởi vì rằng chính quyền địa phương sẽ phải trả lời câu hỏi những người đó, người ta chuyển đổi cái công việc của người ta như thế nào, người ta kiếm sống. Thì tôi vẫn cho rằng là các giải pháp này là đúng. Nhưng để có cái lộ trình ấy, thì phải nghiên cứu thế nào để cho người dân là có được cái thuận lợi hơn, có được cuộc sống tốt hơn, chứ không phải là ngược lại. Bởi vì bao giờ ngược lại đấy thì mình cũng bắt người dân phải trả giá cho chính sách của mình. Mà cái chính sách đấy nếu mà tạo thuận lợi hơn này, tạo công ăn việc làm tốt hơn ấy, thì cái đó thì luôn luôn là tốt cho người dân và tốt cho tất cả. Cái ý kiến mà tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng vừa nêu về cái việc là chúng ta cần có một cái rà soát và đánh giá tổng thể những cái và có những cái khảo sát thực tế, tôi nghĩ là chắc chắn là khi mà xây dựng cái đề án này thì Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có những cái khảo sát rồi, đúng không ạ? Chúng tôi khẳng định là cái đề án này được xây dựng trong vòng 2 năm. Và cái nhóm mà thực hiện cái đề án này trước đây thì vốn chỉ là cái nhóm của Viện Chiến lược. Sau này thì có thể nói chúng tôi cũng mời cái sự tham dự của những người đã nghiên cứu về xe máy rất lâu năm ở trường Đại học Giao thông Vận tải. Cái nhóm mà nghiên cứu về xe phát triển xe máy và chính sách quản lý xe máy của cái Viện Nghiên cứu Chính sách Giao thông Vận tải Nhật Bản thì chúng tôi đã tham khảo ý kiến và trao đổi rất kỹ, và có thể khẳng định rằng là cái nhóm những cái người mà nghiên cứu về chúng ta gọi là đô thị, cái trạng thái giao thông đô thị Việt Nam là được tham khảo rất kỹ, và có thể nói là những cái khảo sát ở đây là tương đối đầy đủ để chúng ta có thể đề xuất giải pháp. Ở đây chúng ta đừng bị nhầm lẫn trong tại sao lần này chúng ta lại không gọi là đề án hạn chế phương tiện cá nhân, mà tại sao chúng ta lại gọi là đề án phát triển hợp lý các phương thức vận tải trong các đô thị lớn. Cái từ phát triển hợp lý nó rất gần và rất trùng lặp với cái đòi hỏi của nhân dân mà như tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng vừa mới nói. Tức ở đây làm sao đưa ra một cái kịch bản mềm về điều tiết giao thông mà ở đây lấy cái lợi ích của người dân là cao nhất, và lấy cái làm sao để người dân tham gia giao thông thuận tiện, tiết kiệm mà không bị ách tắc giao thông. Đấy là cái quan điểm chính khi xây dựng cái gọi là cái đề án phát triển hợp lý các phương thức vận tải trong đô thị. Cái này chính là cái sự thay đổi lớn nhất. Thế còn chúng giống như là chúng ta có rất nhiều những cái công cụ, nhưng cái công cụ đấy được sử dụng như thế nào thì rõ ràng là hai cái cách sử dụng khác nhau, nó sẽ nhận được cái phản ứng, cái tiếp nhận khác nhau của xã hội. Vì vậy cho nên trong lần này thì cái ví dụ như là chính phủ sẽ không áp đặt những cái giải pháp cụ thể cho từng địa phương, mà cái kiến nghị đầu tiên mà Bộ Giao thông kiến nghị đấy là kiến nghị chính phủ giao cho Ủy ban nhân dân các thành phố xây dựng cái dự án để mà kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân kết hợp với tăng cường hiệu quả dịch vụ vận tải công cộng. Tức là cái này là hai cái đi song song. Chúng ta không thể cấm xoẹt một cái cấm sử dụng được. Chúng ta cũng không thể nói là
cứ chỉ phát triển vận tải công cộng được. Bởi vì lúc nào chúng ta cũng cần, trong cái đời sống xã hội, trong 24 giờ, những cái giờ mà trong xã hội cần giao thông cá nhân cũng thường thường là nhiều hơn những cái giờ mà chúng ta cần một năng lực vận chuyển lớn. Cho nên cá nhân giao vận tải cá nhân và vận tải công cộng nó phải được phát triển hài hòa hợp lý ở trong cái cả một cái hệ thống giao thông đô thị. Thì đây chính là cái cốt lõi và đây chính là cái điểm mới, tinh thần mới khi mà chúng tôi xây dựng cái đề án này. Vâng, thực chất thì tôi ủng hộ cái cách tiếp cận của Bộ Giao thông Vận tải. Cách tiếp cận đó là một cách tiếp cận nó rất là chính xác và nó rất là nhân bản. Chỉ có là điều băn khoăn là hỏi rất nhiều chuyên gia, nhưng chuyên gia về giao thông thôi. Nhưng mà cái phương tiện xe máy của mình là nó vấn đề việc làm và vấn đề xã hội có lẽ cũng là vấn đề rất là lớn. Bởi vì rằng là không chỉ có chuyện xe ôm vận tải chở người, mà thực chất là cái vận tải ở trong thành phố này, đưa rượu, đưa bia, rồi tất cả các vận tải trong này là bằng xe máy hết. Thực chất là nó như vậy. Thịt lợn, rồi các thứ, rau quả, vận tải bằng xe máy. Thì lực lượng này cũng rất là lớn. Thì tất nhiên là mình nói nếu mà người ta thuê một cái phương tiện công cộng để người ta vận chuyển nó tốt hơn ấy, mà người ta vẫn kiếm được tiền thì chắc người ta chuyển sang cái đó thôi. Nhưng mà bây giờ là có vẻ như là mình đề ra giải pháp đó thì tất nhiên là đưa cho địa phương. Thì mình đã cố gắng với cho địa phương, nhưng mà cũng không phải là dễ. Vâng, cái cách tiếp cận cũng như là câu chuyện này là một câu chuyện cũng mới và nó cũng rất nhiều vấn đề đặt ra. Tuy nhiên chúng ta sẽ xét cái tình hình thực tế, bởi vì điều kiện thực tế tại nhiều thành phố lớn của nước ta thật sự là không dễ để mà loại trừ dần những cái phương tiện cá nhân, nhất là xe gắn máy. Khi như là ông Dũng nói thì nó rất là tiện dụng cho việc đi lại, việc cho cái tạo công ăn việc làm và làm ăn buôn bán. Trong khi đó thì phương tiện giao thông công cộng thì chưa đáp ứng được cái nhu cầu vận tải, kể cả là hành khách lẫn hàng hóa. Cho dù xe máy và xe ô tô cá nhân hiện nay nó đang làm cho cái bộ mặt giao thông đô thị nó có rất nhiều vấn đề phức tạp và cái hình ảnh nó ngày càng xấu đi. Nhưng mà đối với đại bộ phận người dân thì họ không dễ dàng từ bỏ thói quen sử dụng phương tiện tự có, tức là phương tiện cá nhân. 7 giờ sáng, 11 giờ 30 phút trưa, 5 giờ chiều và đến cả 7 giờ tối. Hình ảnh quen thuộc tại nhiều đô thị lớn. Đông đúc, chen chúc, nhộn nhạo, mạnh ai nấy đi. Dòng người nhích từng bước. Đường nào cũng thế đây. Nói chung giao thông của mình thì xe máy nó quá nhiều. Chỉ cần một đầu xe ngoi ra một cái thì người xe khác người ta lấn ngay, chèn chít cứng luôn. Bên kia bị tắc đường người ta vòng ngược sang này lao lên vỉa hè. Trước khi mà dẹp được thì chúng ta cũng phải xem lại vấn đề. Cái thứ nhất, cái phương tiện giao thông này nó phù hợp với những người dân lao động, mà nó là phương tiện chính của người ta và nó là cái cần câu cơm kiếm ăn hàng ngày của mọi gia đình. Thế thì bây giờ bảo cấm thì người ta sinh sống bằng gì? 3 giờ sáng tại chợ đầu mối Hoa Quả, Long Biên, Hà Nội. Xe máy, phương tiện chở hàng cũng là công cụ mưu sinh chủ yếu của những lao động này. Lo lắng, tâm trạng chung của họ khi nghe thông tin về việc hạn chế phương tiện cá nhân. Chợ này bây giờ bảo ô tô thì chỉ 3 cái ô tô đi chở thì chặt hết đường thì đi làm sao được, thì bắt buộc là phải có thể là dùng là phương tiện xe máy, nó là cũng là vẫn là tốt nhất. Không phải chết dân, nó thực là như thế, hàng hóa chở sang đây chở thế nào. Tốc độ gia tăng số lượng phương tiện cơ giới ở Việt Nam hiện vẫn ở mức quá cao so với phát triển hạ tầng. Hàng loạt các giải pháp trước đó ở Hà Nội như ngừng đăng ký xe máy ở 4 quận nội thành, mỗi cá nhân chỉ được đăng ký một xe máy, hay phân làn chống ùn tắc đều phải tạm dừng hoặc hiệu quả rất hạn chế. Việc tiến tới cấm dần xe máy lưu thông ở các thành phố đã được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên khi triển khai ở Việt Nam vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi. Bởi thời điểm này hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập. Xe buýt hiện là phương tiện công cộng chủ yếu tại các thành phố cũng mới chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu đi lại của người dân. Chưa thực sự gây cho người ta được một cái tin tưởng. Mình chưa giải quyết được mấy cái mối quan hệ quan trọng giữa các cái phương tiện giao thông công cộng và các phương tiện cá nhân, mà bây giờ các phương tiện cá nhân hiện đang chiếm ưu thế.
Thì cái gì để mà thay thế nó là chưa có biện pháp, chưa nói rõ ràng những cái biện pháp cả. Quảng Châu, Trung Quốc là để mà hủy bỏ cái chuyện là giao thông xe máy trong thành phố phải mất 15 năm. Phải mất 15 năm và rất đi từng bước một của người ta. Và cái bước cuối cùng tức là nhà nước phải bỏ tiền ra mua lại những cái phương tiện cá nhân đó. Mình liệu có làm như thế không? Từ nay đến 2020 giảm được tại thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh giảm được khoảng độ 10% phương tiện cá nhân. Thế thì người ta đặt vấn đề là gì? Với giảm 10% có giúp cho giảm hết ùn tắc không? Thế thì bây giờ chúng tôi đặt vấn đề tức là gì? Hiện nay Hà Nội khoảng độ 4.4 triệu phương tiện cá nhân, giảm 10% tức là được giảm khoảng độ 400 đến 500 nghìn xe, chắc tắc vẫn tản tắc. Quý 1 năm nay, năm thành phố lớn trong đó có Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải có lộ trình hạn chế xe máy vào trung tâm thành phố. Đây không phải lần đầu tiên vấn đề hạn chế phương tiện cá nhân, cấm xe máy, giảm ùn tắc giao thông được đưa ra. Và lần này lại tiếp tục vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng tất cả đều thống nhất ở quan điểm giải quyết bài toán ùn tắc cần những giải pháp tổng thể, lâu dài, từng bước, tránh những biện pháp cưỡng chế hành chính cực đoan. Còn với những lao động này, họ chỉ đang quan tâm hạn chế xe máy thì họ sẽ đi bằng phương tiện gì và sẽ duy trì công việc này thế nào? Theo dõi những hình ảnh trong phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy một cái thực tế là có lẽ là hiếm có những cái đô thị nào trên thế giới mà cái phương tiện cá nhân, ở đây đặc biệt là xe máy, nó đông đúc như là ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi cũng hiểu rằng cái chủ trương hạn chế dần các phương tiện giao thông cá nhân thì nó xuất phát từ cái nhu cầu của thực tiễn. Nhưng mà qua phóng sự vừa rồi thì thấy là có rất nhiều những ý kiến chưa đồng thuận, còn có những cái băn khoăn. Đặc biệt là họ cho rằng khi mà cái nhu cầu đi lại vẫn rất là lớn và cái phương tiện công cộng thì chưa đáp ứng được thì vô hình chung thì nó lại gây khó khăn cho người dân và cho cả các cấp chính quyền. Vậy thì tiến sĩ Khuất Việt Hùng có ý kiến như thế nào về quan điểm của các cái nhân vật phỏng vấn trong phóng sự vừa rồi? Cái từ mà hạn chế phương tiện cá nhân ấy, nó tạo ra một cái cảm giác rất xấu. Có thể nói là tạo ra một cảm giác rất xấu. Nhưng chúng ta nếu như trong giả sử, tôi đang lấy ví dụ như này thôi. Thứ nhất là chúng ta không hạn chế cái quyền sở hữu cái phương tiện cá nhân. Người dân có quyền sở hữu cái đấy, hiến pháp đã quy định. Thứ hai, chúng ta cũng không hạn chế phương tiện cá nhân theo một cách gọi là cào bằng. Ở đây chúng ta trong đề án chúng ta đã lựa chọn và đã nghiên cứu trên cơ sở là cái bảng hỏi rất kỹ để người dân người ta đặt tên cái giải pháp nó là gì. Ở đây chúng tôi phải dùng từ kiểm soát gì? Kiểm soát cái việc sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân. Thế thì từ đây chúng ta phải xác định rất rõ lúc nào thì chúng ta cần giảm. Bởi cái nguyên tắc giao thông nó cũng giống như dòng nước thôi, giống như nguyên tắc giọt nước tràn ly. Một ông thò ra cái là tắc. Trong những giờ phút, những giai đoạn mà nó nhạy cảm đối với vấn đề ách tắc giao thông thì chúng ta bớt một cái số lượng nhất định những phương tiện mà chiếm dụng nhiều lòng đường. Thì ở đây cái câu chuyện mà cái từ cấm xe máy nó trở nên nó hình như nó quá nhạy cảm và có vẻ như chúng ta đang truyền tải cho người dân một cái thông điệp là sẽ có cái sự cấm đồng loạt, cấm coi như là cào bằng. Ở đây trong cái đề án đã nói một cách chúng tôi cho rằng rất là rõ ràng. Kiểm soát thời điểm nào và kiểm soát ở đâu. Thứ nhất là kiểm soát là trong cái giờ mà cao điểm. Thứ hai là nếu như trên những cái tuyến mà đường ấy mà có từ 3 làn đường trở lên thì chúng ta có thể bố trí tách làn cho xe máy. Để làn xe máy dành riêng, làn ô tô dành riêng. Và có thể bố trí làn đường dành riêng cho xe buýt trên những tuyến đường có nhiều làn đường. Thì và cái việc tôi khẳng định là trong cái đề án này là tập trung vào cái việc cái hành vi sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân chiếm dụng diện tích đường, diện tích đỗ xe nhiều trong thời gian cao điểm. Thế thì ở đây chúng ta khẳng định là chưa chắc xe máy đã là đối tượng trực tiếp, bởi vì sau khi Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh họ nghiên cứu ra thì họ sẽ chọn một cái đối tượng phương tiện nào đấy. Mà tôi ở đây bản thân trong nghiên cứu của chúng tôi thì chúng tôi kiến nghị là ô tô con đi trước, chứ không phải chúng tôi kiến nghị là xe máy đi trước. Nhưng rõ ràng chúng ta phải kiên quyết việc này. Trong cái khu vực mà nội đô với mật độ cao
thì chúng ta có thể điều tiết một cách hợp lý để xe máy tham gia giao thông với vận tốc chậm và nó hài hòa với cái dòng xe bình thường. Thì cái đấy là cái mà từng đô thị, từng địa phương với cái đặc thù giao thông, đặc thù sử dụng đất của mình, người ta mới có thể đưa ra được một cái giải pháp cụ thể. Bởi vì quản lý giao thông là cụ thể chỗ nào, đoạn đường nào, nút giao nào, giờ nào, ngày nào. Chứ quản lý giao thông không thể là một cái mệnh lệnh hành chính từ chính phủ đưa xuống là ông phải cấm giờ này, cấm giờ kia hay là chỗ này, chỗ kia. Không thể có như thế được. Vì vậy cho nên tại sao trong cái đề án lần này Bộ Giao thông sau khi nghiên cứu rất kỹ đã kiến nghị, cái kiến nghị đầu tiên là kiến nghị đề nghị là chính phủ giao các địa phương nghiên cứu cái đề án kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân. Và cái đề án này sẽ phải hoàn thành trong quý 1 năm 2014, chứ không phải là quý 1 năm 2014 phải trình ra một lộ trình cấm xe máy. Cái đấy không phải. Chính phủ đang nghiên cứu cách nào để làm cho người dân ở các đô thị lớn đi lại thuận tiện hơn, đời sống của người dân tốt hơn. Trong đấy chúng tôi cũng nói luôn cả cái giải pháp kiểm cái quản lý vận tải hàng hóa trong đô thị. Trở lại câu chuyện này, cái đây gần 10 năm thì tôi nhớ hồi đấy thành phố Hà Nội cũng đã rất nỗ lực để đưa ra những cái biện pháp để hạn chế cái sự gia tăng của phương tiện cá nhân. Thì hồi đấy tôi nhớ là như này, tức là có những cái quy định là mấy cái quận nội thành ấy thì người dân là không được đăng ký mới phương tiện. Cái thứ hai nữa là một người không được đứng tên hai phương tiện, sở hữu hai phương tiện. Nhưng mà sau một thời gian thực hiện thì mấy cái biện pháp đấy thì cũng không có kết quả. Là vì trên thực tế thì cái lượng xe máy nó vẫn tăng, công tác quản lý thì nó lại còn khó khăn hơn và cái chi phí xã hội nó lại còn tăng nữa. Vậy thì trở lại cái câu chuyện này, nhưng mà ở vào cái thời điểm hiện nay thì theo tiến sĩ Nguyễn Duy Dũng ạ, để hạn chế phương tiện cá nhân và giải pháp theo thì giải pháp như thế nào để nó có tính khả thi và nó hiệu quả? Bây giờ tôi nghĩ là cái cách tiếp cận của Bộ Giao thông Vận tải lần này là một cách tiếp cận rất là tốt. Nó phải đi có kế hoạch và nó phải đi làm thế nào để hài hòa được lợi ích. Cái phần giao thông tôi cho nghiên cứu như vậy là rất tốt thôi. Cái phần kinh tế và phần xã hội của xe máy là phải có một nghiên cứu nó sâu hơn để xem cái tác động chung là như thế nào. Thì trên cơ sở đó thì chúng ta bổ sung thêm chính sách thì là tốt. Nhưng mà cách tiếp cận thì tốt rồi. Bước thứ ba thì tôi cho rằng là phải có một chiến dịch truyền thông nó chuẩn. Và chỉ khi truyền thông nó tốt và người dân người ta thấu hiểu, người ta thấy được lợi ích, người ta thấu hiểu thì lúc đó người ta mới ủng hộ. Còn bây giờ mình nói một cái cả đề án mà thường thì người ta chỉ bắt cái chuyện là cấm xe máy thôi hay là cấm mô tô và người ta phản ứng. Còn về dài hạn thì tôi vẫn thấy là xe máy thì về dài hạn nó là vấn đề của thành phố. Nó không chỉ là vấn đề về giao thông, nó là vấn đề về tai nạn, nó là vấn đề về ô nhiễm môi trường. Tôi nghĩ là các bước đi như vậy và thiết kế nó chuẩn, tức là cái tiến độ đấy, nó chuẩn cùng với truyền thông thì cách đi ấy có lẽ là hiệu quả hơn. Tức là dân chủ là một cách ban hành quyết định nó không thể nhanh được. Vâng. Nhưng mà chắc chắn sẽ được sự ủng hộ. Tôi thấy hiện nay thì cũng có nhiều cái ý kiến cho rằng là như này, chúng ta phải đầu tư để mà củng cố mở rộng cái hạ tầng giao thông và đặc biệt là phải phát triển cái mạng lưới giao thông công cộng rồi mới tính đến cái việc là thực thi cái chính sách là hạn chế ô tô xe máy cá nhân. Tuy nhiên thì cũng có những cái luồng ý kiến cho rằng không thể làm như vậy được, bởi vì nếu mà như vậy thì còn rất lâu nữa và khi đấy thì cái lượng xe máy nó tăng rất nhiều, ô tô tăng rất nhiều so với lại hiện nay rồi thì cái đấy là nó quá muộn. Vậy thì cái vấn đề đặt ra là thời điểm nào chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện cái việc là hạn chế các phương tiện cá nhân ngay từ bây giờ hay là phải chờ đến khi mà chúng ta phát triển xong cái hạ tầng giao thông, các cái phương tiện giao thông công cộng để nó đáp ứng được về cơ bản cái nhu cầu đi lại của người dân. Xin mời tiến sĩ Hùng. Cho dù chúng ta ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng vẫn phải đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn ngay từ bây giờ, bởi vì các cụ đã nói rồi, liệu cơm mà gắp mắm. Nếu như đường nó chỉ có như thế thôi, bởi vì chúng ta mở rộng đường chúng ta biết rồi, cần bao nhiêu lâu để mở rộng đường. Làm đường sắt đô thị chúng ta biết rồi, cần bao nhiêu năm để có đường sắt đô thị. Tôi nhớ rằng cũng cách đây rất lâu, từ những cái quy hoạch từ năm 1980 mấy thì đã bàn đến chuyện metro ở Hà Nội rồi. Bây giờ chúng ta đã có đâu. Thế cho nên là chúng ta cần phải xác định rằng là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trong cái điều kiện hữu hạn về năng lực hạ tầng, trong cái điều kiện hữu hạn về năng lực dịch vụ vận tải công cộng thì chúng ta phải quản lý sử dụng cho tốt cái năng lực đó. Thế thì không phải giờ nào chúng ta cũng phải hạn chế cái tham gia giao thông bằng phương tiện cơ giới cá nhân.
cái việc mà chúng ta đưa ra những cái giải pháp ở đây là chúng ta đưa ra nhiều lựa chọn cho những chuyến đi khác nhau trong một cái ngày làm việc, trong một cái tuần làm việc của một cá nhân. Chứ không phải là chúng ta đưa ra một cái giải pháp cứng là anh không được, vĩnh viễn không được sử dụng cái loại phương tiện này ở trên cái, trong cái không gian đô thị này. Cái đấy không, trong này không đặt ra. Và tất nhiên chúng ta cũng phải bàn đến cái cách đặt vấn đề, như là tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng có nói là chúng ta phải có những nghiên cứu mà rộng hơn về mặt kinh tế. Thì cũng ở đây cũng báo cáo luôn là trước khi mà chúng tôi có cái quyết định, tức là trình Bộ trưởng quyết định đổi tên ấy, cái nhóm mà người ta nghiên cứu về cái đô thị phụ thuộc xe máy này là một cái nhóm mà nó khoảng 20 người khác nhau. Họ nghiên cứu ở rất nhiều khía cạnh. Họ nghiên cứu khía cạnh kinh tế, họ nghiên cứu cái việc làm của những người mà đang sử dụng xe máy, họ nghiên cứu cả những vấn đề liên quan đến cái rủi ro mà tai nạn giao thông khi tham gia bằng xe máy trong những cái trạng thái giao thông khác nhau, trong những cái đoạn loại đường khác nhau. Thế thì cái nghiên cứu tương đối kỹ để người ta chỉ ra rằng nếu chúng ta muốn giao thông mà cái xe máy nó an toàn thì có nghĩa là chúng ta phải giảm tốc độ của nó. Và cái thứ hai là chúng ta muốn xe máy thân thiện môi trường thì chúng ta phải làm cho nó sạch hơn. Và cái kết luận của cái nhóm đấy là làm sao cho an toàn hơn và sạch hơn xe máy. Ngân hàng Thế giới hiện nay đang có một cái nhóm nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cũng đang nghiên cứu về cái, thực sự họ đặt câu hỏi là xe máy phải chăng là giải pháp. Thế cho nên ở đây chúng ta phải đặt ra một cái, đặt lên bàn một cách rất công bằng, rất bình đẳng cái quyền tham gia giao thông của những người sử dụng các loại phương tiện khác nhau. Và chúng ta nói rằng giờ nào ở đâu thì chúng ta nên hạn chế cái việc sử dụng phương thức nào, chứ chúng ta không nên đặt vấn đề là một cái vấn đề nặng nề là hạn chế một cách cả bằng. Hạn chế ở đây là hạn chế kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân. Chúng tôi rất mong chờ rằng khi chính phủ ra văn bản, giao nhiệm vụ thì Bộ Giao thông sẽ cùng với các bộ ngành phối hợp chặt với các ủy ban nhân dân các thành phố để có cái nghiên cứu mà là đầy đủ nhất để có thể đề ra một những cái gọi là cái một cái chúng tôi gọi là dự án hay gọi là một cái đề án kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân kết hợp với tăng cường vận tải công cộng hợp lý cho trạng thái giao thông và phù hợp với tiến trình thực thi quy hoạch kết cấu hạ tầng và quy hoạch đô thị của cái thành phố đó. Nếu như thế thì chúng ta mới hy vọng rằng những cái giải pháp đề xuất ra ở trong đó nó đi vào đời sống. Thưa quý vị và các bạn, xung quanh vấn đề giải quyết bài toán giao thông và phương tiện cơ giới cá nhân tại các thành phố lớn thì các phóng viên của chúng tôi đã ghi nhận được rất là nhiều ý kiến tâm huyết của các chuyên gia và của những người dân. Dẫu còn nhiều băn khoăn, thậm chí là không hoàn toàn ủng hộ, nhưng mà các ý kiến đều có một mong muốn là làm sao tìm ra được những cái giải pháp căn cơ, lâu dài và hợp lý nhất để giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông tại các đô thị. Và anh bảo người ta đi xe buýt, anh bảo đi xe trên cao, đấy, hay anh bảo đi phương tiện, đi tàu. Đấy. Nhưng những cái đó chỉ để dành cho những, nếu đúng thực tế bây giờ, chỉ để dành cho những người coi như là người ta có nhiều thời gian đi chơi, nói đúng nghĩa là đi chơi, đi tham quan, chứ không phải để dành cho những người sáng mở mắt ra là người ta đến công sở, người ta đi chợ, đi búa, đưa con đi học, thì nó không hợp. Mình đi xe máy nói thật luôn, mình còn leo vỉa hè, nói thật luôn. Đấy, mình có chạy công việc, chạy đây chạy đó. Ví dụ một ngày tôi thì tôi chạy đi giao dịch thì tôi chạy rất nhiều nơi, thì làm không thể đi xe buýt được. Nhưng mà giảm tải trong một cái gia đình, ví dụ như gia đình mình 2-3 cái mình giảm tải đi thì có thể là được, nhưng mà giảm hẳn thì khó lắm. Bảo không đi xe máy bây giờ phải, chắc là người ta còn phải đi 10 năm nữa thì bắt đầu thì mới có thay đổi, thì mới thay đổi được. Lộ trình mình thực hiện như thế nào, rồi cách thực hiện như thế nào, rồi làm sao để cho nó tạo được cái sự đồng thuận của dân. Và cái quan trọng nhất phải làm để cho dân tự nguyện. Có cái vấn đề nào đó nó hơi ngược. Ngược là cái chỗ này này. Phải đặt vấn đề, tức là phải phát triển những phương tiện gì để thay thế và cải tiến được cái vấn đề giao thông. Tư duy lập chính sách của mình mà thì lại đi theo một cái lối mòn. Cái lối mòn đó mà, tức là cứ dựa sao, cứ nghĩ ra của mình như thế nào rồi mình áp dụng cái nghĩ như thế, thành ra nó có nhiều cái mâu thuẫn mà anh không xử lý được. Tôi khẳng định là với tình hình phát triển kinh tế Việt Nam như hiện nay, tới 90% dân phải dựa vào phương tiện cá nhân đấy. Cho nên là chúng ta phải đặt vấn đề phải tuân thủ quy luật. Với cái nền phát triển kinh tế của chúng ta ở mức như vậy
thì đừng nghĩ chúng ta được như Singapore. Đừng vội nghĩ chúng ta phải được như nước Anh. Chặng đường còn rất dài. Nó phải có cái lộ trình dần dần từ bước 1, tăng cường cái việc giáo dục, tăng cường cái việc xử phạt hành chính, rồi tạo điều kiện cho người dân có cái điều phương tiện đi lại thuận lợi. Thì như vậy là muốn có cái lợi ích cho xã hội thì cũng phải bảo vệ cái lợi ích của người dân. Hai cái đó phải kết hợp với nhau thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Thưa quý vị khách mời, chúng ta theo dõi những ý kiến vừa rồi thì thấy là có rất nhiều vấn đề đúng không ạ? Thưa tiến sĩ Khuất Việt Hùng, anh có ý kiến như thế nào về những cái quan điểm cũng như là cái suy nghĩ của những cái chuyên gia, những người dân về cái chính sách này? Nói chung là tôi nghĩ rằng mọi việc không hề đơn giản một chút nào và người ta băn khoăn về cái tính thực tiễn khi mà triển khai. Cái này thì chúng tôi cũng rất là đồng tình với hầu hết các ý kiến đặt vấn đề ở đây. Và ở đây thì chúng ta đều nói rằng là phải làm đồng bộ, phải không nhỉ? Thế thì ở đây cái câu chuyện là cái đề án này có đồng bộ với các quy hoạch, những cái chiến lược khác hay không, phải không nhỉ? Thế thì chúng ta phải đặt vấn đề ở đây như này. Tại sao chúng ta lại phải có cái đề án này? Bởi vì có rất nhiều người nói là có quy hoạch như thế rồi, đến năm 2020 là có mấy tuyến tàu điện ngầm rồi. Rồi đến năm 2030 là chúng ta có đến 10 tuyến đường sắt đô thị rồi. Tại sao không phải có cái đề án này? Cái đề án này là một phần mà những cái quy hoạch dài hạn về phát triển kết cấu hạ tầng và phát triển vận tải khách công cộng khối lượng lớn chúng ta chưa đặt vấn đề kỹ. Tức là cái này là cái phần mà chúng ta sẽ phải thực hiện, những giải pháp chúng ta sẽ phải thực hiện để mà chèn vào trong cái quá trình đến ngày chúng ta sẽ có tuyến vận tải công cộng lớn này, đến ngày chúng ta hoàn chỉnh cái kết cấu hạ tầng giao thông đô thị này, đến ngày chúng ta hoàn thành cái việc là di rời những cái trường học, những cái bệnh viện ra khỏi khu vực trung tâm này để giảm cái áp lực dân số, giảm cái mật độ hoạt động đô thị ở trong khu vực lõi này. Tức là phát triển đa trung tâm thì không phải ai lúc nào cũng dồn về khu lõi nữa. Thì nhưng để trên con đường tiến đến một cái đô thị đa trung tâm, một cái hệ thống kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh với vận tải khách công cộng khối lượng lớn phát triển thì chúng ta, người dân vẫn phải đi lại và chúng ta vẫn phải giải quyết vấn đề ách tắc giao thông, chúng ta vẫn phải xử lý vấn đề tai nạn giao thông. Thì chúng ta phải có một cái đề án với những giải pháp mà chúng tôi gọi là những giải pháp mềm kiểm soát cái việc sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân và nâng cao hiệu quả cái mà chúng ta đang có, tức là cái hệ thống vận tải công cộng đang có với kết cấu hạ tầng, với vỉa hè, với lòng đường đang có để chúng ta có thể đảm bảo cái giao thông nó thông suốt, đặc biệt là trong những giờ cao điểm, đặc biệt là trong khu trung tâm, đặc biệt là trên những cái trục chính ra vào các lõi của các đô thị lớn. Vâng, nhưng mà cá nhân tôi thì tôi cũng nhận thấy một cái điều là tốc độ tăng các cái phương tiện cơ giới cá nhân ở các cái đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trong mấy năm gần đây ấy, rất là nhanh. Những cái tuyến đường rất là rộng, rất là to đẹp mở ra ở những cái khu dân cư chưa phải đã đông, nhưng mà hàng sáng, hàng chiều, buổi chiều tối cũng vậy. Xe máy thì đầy đường và ví dụ có những cái ngã tư là phải chờ đến 5-7 lần đèn đỏ thì mới qua được. Đấy là chưa kể những cái hôm mà nó ách tắc kéo dài, cực kỳ bất tiện. Và nói chung là với cái tốc độ tăng trưởng như thế này và với cái tốc độ hạ tầng phát triển như hiện nay thì rõ ràng nó chưa đáp ứng được. Và tôi cũng đặc biệt lo ngại là trong những một vài năm tới đây thì liệu cái tình hình nó có xấu đi nữa hay là không. Vậy thì xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Thế Dũng là trong cái điều kiện hết sức đặc thù của Việt Nam chúng ta ấy, thì làm thế nào để có thể giải quyết các chính sách về ùn tắc giao thông một cách đồng bộ, phù hợp và nó mang cái tính khả thi cao? Ở đây thì tôi cũng nghĩ là nó cũng vừa hợp lý nhưng mà nó lại phải có tình, cái văn hóa người phương Đông của mình ấy mà. Nhiều khi đấy như giải quyết cái bài toán về công an việc làm, về những cái vấn đề xã hội liên quan đến cái cuộc sống người dân không phải là đơn giản. Tôi nghĩ là cái mà anh Hùng nói nêu ra đấy thì là cái giải pháp nó là đồng bộ, nó tính là đồng bộ. Ví dụ như là nếu người ta không phải dồn về một trung tâm, mình thiết kế bây giờ mình áp đặt tất cả mọi dịch vụ, tất cả mọi thứ là trong vòng bán kính 1 km, anh ở đấy anh có hết bệnh viện rồi siêu thị rồi cái thứ, anh không đi ra cái khoảng không gian đó, thì các cái thiết kế đó là rất quan trọng để không có người Hà Đông vào Hà Nội, người Hà Nội vào Hà Đông, nó đi chéo nhau như thế này.
thì là nó tắc thôi. Tức là cái giải pháp nó phải đồng bộ, nó có cả cái thiết kế các khu đô thị, nó có cả phát triển cơ sở hạ tầng và những phương tiện giao thông hiện đại. Nhưng mà tôi cũng đồng ý với anh Hùng ở chỗ là, đó là cái thị tương lai. Nhưng mà trước mắt mình đang đối mặt với vấn đề ách tắc và mình phải có cái giải pháp gì đó để xử lý. Cách tiếp cận như vậy là nó rất là đúng đắn. Và nếu mà như vậy thì tối ưu hóa cái bài toán về thời gian, về phương tiện là một giải pháp mình có thể làm được. Mình có thể làm được. Tất nhiên là phải có sự ủng hộ của xã hội và phải có sự hy sinh của xã hội. Vì vấn đề là anh có thể đi trước cái giờ đó, nó bất tiện cho anh, bất tiện cho anh. Nhưng mà cái sự ủng hộ chung của xã hội để chúng ta triển khai cái vấn đề đó là rất quan trọng, rất quan trọng. Thế mà bây giờ về dài hạn thì đấy, các cái giải pháp mà tôi nêu, quy hoạch, phương tiện hiện đại thì không thể thiếu. Thành phố 1 triệu dân mà không có hệ thống tàu điện nó hiện đại thì nói tắc thôi, nó không có cách nào cả, vì cái đó là cái chuẩn chung của thế giới. Thế mà mình không có, mình không đầu tư từ trước được. Thế thành ra bây giờ vẫn phải trở lại cái bài toán mà nhân loại người ta tìm cách người ta giải thôi. Mình cũng không thể sáng tạo được cái gì. Nhưng mà mình đối mặt với một thực tế thì mình phải có cái giải pháp mà tạo cái khuyến khích để không đi trong cái giờ đó. Đấy. Cái khuyến khích là đi giờ này tốn kém hơn, thế anh đi trước một ít. Tức là tối ưu hóa cách sử dụng phương tiện là một giải pháp mà khả thi. Và tôi nghĩ là xã hội nên ủng hộ. Bởi vì cái đó là không mất gì cả, nhưng mà cái đó là cái cố gắng, cũng là một cái sự góp sức vào chúng để chúng ta giải quyết cái vấn đề chung của chúng ta. Và cũng có những người thì thực chất là người ta không ảnh hưởng, chẳng hạn như là người xe máy chở các hàng hóa, chở đầu mối đấy, thì người ta không ảnh hưởng giao thông vì người ta làm lúc nửa đêm, chẳng có ai cả, người ta đi vận chuyển cái đó, thì những cái giờ như vậy thì là nó không ảnh hưởng và cũng không đặt vấn đề là cấm những người như vậy. Vâng, một cái câu hỏi cuối cùng dành cho tiến sĩ Khuất Việt Hùng. Anh có thể cho biết là những cái công việc cụ thể sẽ triển khai trong thời gian tới để giải quyết cái bài toán giao thông đô thị, và cụ thể là liên quan đến cái đề án này? Có lẽ là trong cái tờ trình mà Bộ Giao thông trình Thủ tướng thì chúng tôi có mấy cái kiến nghị. Kiến nghị thứ nhất là đề nghị là Thủ tướng giao cho Ủy ban nhân dân các thành phố xây dựng cái thứ nhất là cái đề án, hay là chúng ta gọi, tôi muốn gọi là cái dự án hơn, kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân kết hợp với tăng cường vận tải công cộng. Cái này là phải song song. Thế thì cụ thể chúng tôi muốn là các thành phố làm gì? Thứ nhất là nghiên cứu xem là kiểm soát, tức là cái việc cho tham gia giao thông trong giờ cao điểm, trong những cái vị trí nhạy cảm đối với loại phương tiện cơ giới cá nhân nào. Và cái thứ hai chúng tôi đề nghị là gì? Các thành phố lớn phải nhanh chóng đẩy nhanh cái tiến độ mà chúng tôi gọi là hiện đại hóa cái trung tâm quản lý điều hành vận tải công cộng. Bởi vì theo như tính toán mà chúng tôi làm với Hà Nội đấy, nếu Hà Nội có một cái trung tâm điều hành vận tải công cộng hiện đại thì với cái đoàn xe hiện nay, năng suất xe buýt có thể tăng vào khoảng 1,4 lần. Tức là đấy là ngay với cái chúng ta đang có, cái hiệu quả có thể tăng lên. Hiện nay là 1.100 khách một ngày bình quân, một xe buýt có thể tăng lên khoảng 1.500 khách một ngày. Thì đấy là cái mà chúng tôi đã tính toán. Cái thứ hai, cái nữa là chúng tôi đề nghị là các thành phố đẩy nhanh tiến độ làm ngay cái trung tâm điều khiển giao thông hiện đại, để ngay lập tức có thể gì giám sát trực tuyến cái dòng giao thông. Bởi hiện nay chúng ta đã có thể giám sát trực tuyến trên cơ sở là sử dụng cái thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, mà gắn xe ô tô rồi, đặc biệt các xe kinh doanh, taxi rồi xe buýt các thứ, thì chúng ta biết chỗ nào tắc, chỗ nào không tắc. Và ngay lập tức chúng ta sẽ truyền thông, gửi thông điệp đến trên các phương tiện mà có gắn. Ví dụ ô tô là có loa, có radio thì biết ngay là nên đi đường nào. Những người có smartphone biết ngay mình nên đi đường nào để tránh ách tắc. Đấy là cái mà các thành phố lớn nên làm ngay. Đấy là trong cái đề án này phải làm ngay cái việc đó. Và trong cái đề án này chúng tôi cũng rất mong các thành phố chỉ ra ngay đoạn tuyến nào thì chúng ta sẽ kiểm soát, là có thể là một buổi sáng thì chiều vào thì chúng ta từ 6:30 đến 8 giờ chúng ta không cho xe ô tô con đi vào cái đúng cái đoạn đấy thôi, họ có thể đi sang đoạn khác. Thì đấy là chính là cái mà cách và có thể nói là cái mức phí trông giữ phương tiện giờ nào thì nên cao và nên cao ở đâu, thì cái đấy là cái mà chỉ có các thành phố, bởi vì cái đấy là thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân, giao thông nội tỉnh là thẩm quyền Hội đồng Nhân dân thì họ có thể làm được. Cái thứ hai mà chúng tôi cũng kiến nghị là Thủ tướng Chính phủ giao, có thể giao Bộ Thông hay là giao Bộ Tài chính
là sửa cái nghị định 18 để có thể là ứng dụng cái việc là thu phí. Bởi vì hiện nay chúng ta toàn bộ xe kinh doanh thì đã gắn thiết bị giám sát hành trình rồi, là thu phí sử dụng đường hay chúng ta gọi là thu phí bảo trì đường bộ theo cự ly và theo khu vực tham gia giao thông, theo đoạn loại đường, thì ngay lập tức là những người tham gia giao thông người ta sẽ nhận thức được ngay, nếu tôi đi vào đây tôi mất tiền, tôi không đi cái giờ đấy để bị mất tiền trong cái giờ đấy thì tôi sẽ đi giờ khác hoặc tôi đi ra chỗ khác. Thì cái đấy chính là cái mà tôi cho rằng là hai cái giải pháp lõi. Thế còn chúng tôi cũng đề xuất ở trong đấy là trong cái năm nay thì các địa phương xây dựng ngay một cái gọi là cái đề án về nâng cao năng lực quản lý giao thông đô thị. Bởi vì tôi nói thực sự là các sở giao thông hiện nay tập trung quá nhiều vào cái đầu tư cái quản lý hạ tầng, xây dựng hạ tầng, nhưng cái những người mà có thực sự có năng lực, có kiến thức để mà tôi nói xây dựng một cái mô hình giao thông cho một cái thành phố như Hà Nội này, sở giao thông vận tải Hà Nội hiện nay là không có. Đấy là cái mà chúng tôi muốn. Bây giờ có công nghệ thông tin, chúng ta có thể là dùng máy tính làm một bài toán tối ưu hóa cái chuyện. Thế cho nên là đấy là những cái việc mà trong năm nay là xây dựng xong cái đó. Khi Hà Nội xây dựng xong cái đề án đấy trình chính phủ duyệt thì lúc đó chúng ta mới nhìn rõ cái lộ trình ở Hà Nội thì bao giờ, Đà Nẵng làm xong thì Đà Nẵng sẽ là bao giờ. Chứ chúng ta đừng, tức là trong cái kiến nghị của Bộ Giao thông là quý 1 2014 hay là quý 4 2014 thì ở đấy không có nghĩa rằng là cái ngày đấy giờ đấy thì chúng ta thực thi, bởi vì là trong cái nghiên cứu khi xong rồi thì chúng ta mới biết cái lộ trình cụ thể. Nhưng cái giới hạn thời gian là mục tiêu đặt ra là gì? Đến 2020 chúng ta cố gắng là giảm cái tỷ lệ sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân. Hiện nay là đang vào cỡ khoảng 80% phương tiện cơ giới cá nhân nhé, xuống còn khoảng 55%. Tức là 25% kia thì có một phần chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng, một phần là người ta đi bộ và sử dụng phương tiện phi cơ giới, còn lại phương tiện cơ giới cá nhân sẽ là 55%. Đấy là cái mục tiêu mà chúng tôi đã tính toán là khoảng 2020 thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu này. Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, nếu có điều kiện tìm hiểu thì chắc phần đông quý vị sẽ đồng tình với tôi ở một điểm là giao thông tại các thành phố lớn của Việt Nam chúng ta đang còn quá lộn xộn, quá tải và cũng rất là nguy hiểm. Đành rằng trong điều kiện hiện tại thì cái việc giải quyết đi lại bằng phương tiện cá nhân thì nó rất là tiện lợi. Nhưng mà nếu cứ với cái đà này thì không bao lâu nữa cái nạn ùn tắc sẽ ngày càng trầm trọng hơn cho các phương tiện đăng ký mới, ngày càng tăng mạnh. Một chính sách mạnh dạn và phù hợp trong lúc này để hạn chế việc đăng ký, sở hữu và sử dụng phương tiện cá nhân hàng ngày trong khu vực nội thành của các thành phố lớn như là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là rất cần thiết, không thể không thực hiện nếu không muốn phải trả một cái giá quá đắt trong tương lai gần. Nhưng điều quan trọng là cách thức thực hiện phải được tính toán kỹ để không gây xáo trộn lớn và cũng không gây thêm những cái chi phí phát sinh cho xã hội. Và cái điều quan trọng mà chúng tôi cũng rất là muốn nhấn mạnh ở đây là các quyết sách đúng đắn và kịp thời khi thực thi không phải lúc nào cũng được người dân ủng hộ, thậm chí còn gặp những cái phản ứng rất là mạnh mẽ, không chỉ là cái lĩnh vực này mà còn rất là nhiều lĩnh vực khác nữa. Nhưng kinh nghiệm giải quyết bài toán giao thông đô thị của nhiều nước trên thế giới đã cho thấy một cái thực tế là khi thấy đúng đắn và cần thiết thì chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước vẫn kiên quyết ban hành và thực hiện chính sách, kể cả khi họ phải nhận cái sự chỉ trích rất là dữ dội của dư luận. Thời gian và thực tế đã chứng minh rằng nhiều chính sách khi đi vào cuộc sống đã được người dân dần dần chấp nhận và ủng hộ, cho dù ban đầu họ kiên quyết nói không. Sẽ không có nhiều cơ may để làm lại nếu nhà quản lý đánh mất cơ hội và thời điểm tốt nhất để thực hiện một chính sách mới mà cái lợi của nó không thể nhìn thấy được trong ngày 1, ngày 2. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.